Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình, Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Minecraft đấy bạn ơi. Và kế bên mình chính là Sammy. Ủa Sammy rồi? Ủa gì Sammy? Sammy, ủa đó bạn. Ủa đó. Trời ơi mấy bạn ơi, hôm nay Sammy bị bệnh cho nên Sammy không quay video chung với mình được. Mình buồn quá mấy bạn ơi à. Sammy bị bệnh rồi. Thôi mọi người, hôm nay không buồn nữa, không cần mình quay video đâu, mình out đây mọi người. Ai nói cần chứ sao không cần. Trời thôi được rồi. Mặc dù là hôm nay không có Sammy nhưng mà ít ra vẫn còn có Kairon, Simmy với Kamui phụ mình quay video bạn ơi. Và như mấy bạn đã đọc tiêu đề thì chắc các bạn cũng biết ngày hôm nay chúng ta sẽ làm video gì gì đúng không? Đúng vậy. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xây nhà an toàn, nhưng không phải là nhà an toàn bình thường mà là nhà an toàn phiên bản những con quái vật đang có mặt ở trong đây nè. Đầu tiên nha, đó chính là Bobby nè, rồi Chu Chu Che nè, Mommy Lolet nè và Boxy hả? Con này là Boxy ta. À đúng rồi, Boxy nè. Và video này á, mọi người sẽ phải xây một cái nhà an toàn có thể sống được ở trong đó. Và đặc biệt hơn nữa là ngôi nhà đó phải có hình thù của cái con quái vật mà mọi người mới vừa bấm chọn ra, hiểu không? Bây giờ nè, ai sẽ là người bấm nút để chọn quái vật trước đây? Xin mời chị em Lady First. Ok, xin mời Simmy. Simmy sẽ ra con gì đây? Mommy Lolet. Con số gì đây? Wow, trời ơi, đỉnh quá vậy. Ra Mommy Lolet thiệt luôn nè. Ghê dữ trời. Ok, ok rồi, tới lượt Kamui á. Kamui á. Bây giờ đến chị sẽ là ra Chu Chu Che. À, trời ơi, người bắp ra Boxy. Tính ra Boxy cũng đẹp. Tính ra là em thích con Boxy luôn á, nhưng mà thôi kệ, cho chị luôn. Ê, thế nè mọi người, tính ra con Boxy này là dễ xây nhà lắm nha. Tại vì á là nó có hộp ở giữa, cái hộp ở giữa có thể xây làm cái nhà được á. Ôi, đây ok. Là rồi, vậy giờ tới lượt mình nè. Mình hay bạn này. Để mình đi, ok, mình bấm thử nè. Tin. Ai con này sẽ khó ra. Sao mà lại ra cái con này nữa? Trời ơi. Tôi chán cái con này lắm luôn rồi các bạn ơi, thiệt luôn trời. Rồi cái còn con cuối cùng là con gì đây? Con Bobby hả? Rồi đúng rồi, con Bobby. À con Husky, nhầm, con Husky của Kairon nha các bạn nha. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu xây nhà an toàn nha, nhưng mà hôm nay á không phải là xây đơn giản vậy các bạn hiểu không? Hôm nay á mấy bạn sẽ phải xây một cái nhà an toàn, mà đặc biệt hơn nữa là nhà an toàn này có thể di chuyển được, chạy được, bay được luôn, ghê không? Ui ghê vậy. Ghê không? Sao mà làm được? Làm được cái sao không? Em đã cài đặt ở trong cái game này một cái rất là hay, đó chính là nếu mọi người xây càng đẹp á thì nó có thể bay được hoặc có thể chạy được luôn, nghe ghê không? Rồi được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào xây luôn nha các bạn nha. Thì chúng ta sẽ có hai màn, thì màn đầu tiên mấy bạn sẽ phải xây dựng cái con nhân vật của các bạn trong vòng 3 phút đó. Thì 3 phút là các bạn sẽ phải xây ra được cái nhà an toàn hình cái con quái vật của mấy bạn, hiểu không? Okay. Đúng rồi, và vòng thứ hai hơi ngắn nha. Đúng rồi, và còn vòng thứ hai á thì mọi người sẽ được 30 phút để mọi người xây, ok không? Ok. Rồi ok. Chơi luôn. Được. Bây giờ nè, tôi sẽ vô đây nè, tôi để cái tấm bảng con Chu Chu Che tôi đây đi. Rồi ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu xây nha mọi người nha. Let's go. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ là người xây Chu Chu Che, thì mình chỉ có 3 phút để xây thôi các bạn ơi. 3 phút bắt đầu nha. Tôi bật thời gian nè. Đó rồi ok, 3 phút bắt đầu nha mọi người. Xây đi mọi người okay, ơi. Chơi đây mọi người, let's go. Ok, tôi sẽ xây con Chu Chu Che này bằng len nha các bạn nha. Và tôi sẽ cố gắng là xây thật là đẹp để nó có thể di chuyển được nha các bạn. Ok. Đây, tôi sẽ xây lên như thế này. Đây là cái bánh xe của nó nè các bạn. Đây. Rồi, cái bánh xe của nó. Có 3 phút rồi. Thân cũng quá, 3 phút thôi trời ơi. Trời ơi, có 3 phút không biết rằng là Kairon có xây được con Husky không đây, mình cũng không biết là Kai sẽ xây một cách nào nữa. Tôi đang sợ không xây được cái hoàn chỉnh đây nè. À mà quên nữa, mình chưa phải là cái con gọi là khó nhất, bạn mới là cái con khó nhất đó. Ừ vậy hả? À? Không, đối với mình con này dễ xây à bạn ơi. Trời ơi, mình xây đây rồi mà. Mình xây rồi mình biết hiểu không? Đó, ok. Đây đặt ra cái này nè. Ok, thôi, mất thời gian quá, bây giờ mình sẽ xây xong rồi mình sẽ bắt đầu vào video lại cho các bạn xem nha. Chúng thôi bạn ngồi coi cái cảnh xây này buồn ngủ chết luôn á. Ok. Rồi, bắt đầu. Chuẩn bị. Xin giới thiệu với bạn, đây chính là con Chu Chu Che của mình, xây trong vòng 3 phút mấy bạn ơi. Thì nói chung là tôi xây có 3 phút thôi, nên tôi cũng không xây to được, tôi xây như thế này thôi mấy bạn ạ. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi những con quái vật của mọi người khác, mọi người đã xây được như thế nào rồi nha. Bây giờ mọi người tơi bơi qua mình đi, mình sẽ cho mọi người coi con Chu Chu Che của mình trước nè. Qua đây mọi người, qua đây. Ok bạn ơi, để coi. Đấy. Ủa đẹp đi. Xin giới thiệu mọi người, đây chính là Chu Chu Che.
chung á là tôi xây nhìn nó cũng không được to đẹp lắm, nhưng mà ít ra nó cũng có nhà trong đây nè mọi người. Mọi người chui thử đi, đây trong đây là cái ngôi nhà luôn nè. Ê coi nè, à, chúng ta trong đây là an toàn thấy không? À, rất là an toàn luôn nha, cực kỳ an toàn. Ôi luôn. Trời, 3 phút mà xây được vậy là đỉnh lắm mà bạn ơi. Đỉnh rồi đúng không? Rồi ok. Được rồi. Bây giờ á là phần này á nha, là chưa phải là phần chấm điểm đâu, mình phải xem coi là cái con của chúng ta xây á nó có di chuyển được hay không, cái nhà an toàn chúng ta xây có di chuyển được hay không thì mới được tính nha. Ok, rồi bây giờ tiếp theo là qua bên Kairon đi. Ok rồi đây, bây giờ bọn mình sẽ thử qua bên Kairon để xem thử Kairon xây như thế nào nè. Đây xin giới thiệu các bạn ơi, đây chính là con thất ghi mình xây trong vòng 3 phút. Ôi trời ơi, trời ơi nè, nó là vậy sao, người thì bé mà giùm người thì to, đầu người bé vậy. Cái, em, cái đầu nó bé là bởi vì á là còn có 15 giây à, chưa không có kịp xây còn 15 giây. Em nghĩ rằng là Kairon xây cái mình của nó là hết 2 phút 45 giây rồi, còn cái đầu xây có 15 giây thôi chị ơi. Trời ơi là trời. Ê mà khoan từ. Có nhà an toàn không? Bên trong có nhà ở hay không? Có không? Chưa kịp xây luôn, Trời ơi, vậy là Kairon không phải là xây nhà an toàn rồi, cái này là xây Kairon là xây sai vậy nè, không phải nhà an toàn. Trời ơi. Ok. Xây tượng nhưng mà tượng này nó lạ. Rồi đây bây giờ chúng ta sẽ qua bên thử coi Simmy coi thế nào đây. Simmy thì thế nào đây? Mommy đâu lát 3 phút. Ủa mà sao nó có cái đầu không mày xem? Cái gì kỳ vậy? Ủa đợi 3 phút đâu. Ông làm với kiểu 100 phút rồi sao vậy 3 phút. Đâu tôi vô coi coi. Ờ ít ra là Simmy còn có gì ta cái nhà ở bên trong này thấy không, nhưng mà cái nhà mà không có giường ngủ là cũng chưa đạt đâu nha Sim nha. Nha. Trời ơi 3 phút mà ông làm nha, cái gì mấy phút vậy thì người ta 3 phút nữa mới chạy được như vậy. À, xây cho Sim mấy cái tua bịch tuột là được. Không không không, không được xây thêm, không được xây thêm, đặt đi không được xây thêm nha, cái này là ăn gian rồi. Cảm ơn tưởng ông Mami Mơ Lết là nhà em mà. Gì bà nói? Gì bà nói? Nói chung là đặt gì khác giả nữa. Trời ơi. Nói chung là cũng vậy á, nói chung là nhiều lắm, nhẹ lắm. Được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với con Bobby à, con của Kamui gì? Boxy à, đúng rồi, con Boxy của Kamui nha. Ok, để coi sao đây. Hello friend. Ủa chị ơi, sao chị xây cái kiểu gì mà em thấy nó không có cái đầu vậy chị? Ôi trời ơi. Ủa tao. Chị lộ rồi đúng không? Thử nào. À. Trời ơi, Kamui xây cũng đẹp đó, nhìn cũng đẹp đó, có tay chân nè, có cái hộp ở giữa nè, nhưng mà có điều là thiếu cái đầu rồi, nhưng mà tính ra cũng đẹp. Cho khoan từ, cái quan trọng là có nhà ở bên trong hay không, có quan trọng là có nhà ở không. Ok, cũng được, cũng có giường ngủ nè, cũng chuyên nghiệp đây, ok, được. Vậy thì bây giờ nè các bạn, chưa đâu nha, cái này chưa phải là phần chấm điểm đâu, ai xây đẹp á là chưa biết được, hiểu không? Bởi vì nếu như bạn xây càng đẹp á thì ngôi nhà an toàn của bạn có thể di chuyển được luôn đó. Di chuyển, tại sao lại nói nhà an toàn, là có nghĩa là nó có thể di chuyển để chống quái vật được, cho nên được gọi là nhà an toàn nha các bạn nha. Ok, vậy bây giờ để mình xem coi liệu rằng ngôi nhà của ai có thể di chuyển được nha. Đầu tiên sẽ là ngôi nhà của mình nè. Ok mọi người vô đây, tôi sẽ cho mọi người xem thử ngôi nhà của tôi có di chuyển được nha. Vô đây rồi. Để vô đây, cái vô đây. Mà mình di chuyển được là nhìn nó hay lắm luôn á, tại vì mấy cái con của Phong nó có mấy cái đường giống như tơ nhện. Đúng rồi, ở đây nè mình có sử dụng một cái cổ máy đây, mọi người tránh ra, tôi sẽ sử dụng thử coi liệu rằng cái con của tôi có di chuyển được nha. Ok bấm vô nó nè. Ok rồi, mọi người sẵn sàng đúng không? Bây giờ tôi sẽ thử cho con cái con ngôi nhà an toàn của tôi di chuyển thử nha mọi người. Ok được rồi, bây giờ mình sẽ thử cho Simmy lái thử nó có đi được nha bạn. Ơi nó đi được nè bạn. Wow. Đi nè, nhưng mà cái chân nó bị gãy rồi Phong ơi. Ủa sao mà tự nhiên nó đi được mà hai cái chân, à không, sáu cái chân của nó đằng sau này bị gãy mất tiêu rồi. Nói chung á là cái con tàu chu chu tre này của mình á, mặc dù á là xây không được đẹp nhưng mà ít ra nó cũng di chuyển được, có nghĩa là mình thành công rồi nha các bạn nha. Nó chạy được luôn các bạn, thấy không nè. Ghê chưa? Rồi ok, được rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau đến với con Husky của Kairon để coi con Husky Kairon có di chuyển được nha các bạn nha. Bắt đầu qua Husky Kairon nè. Mình cố tình á là mình xây to vậy là mình định á là mình sẽ gọi là người ta xây cái nhà an toàn bên trong đây nè, sau đó là mình sẽ lắp cái gương không? Rồi làm luôn đi Kai, chờ đợi gì nữa. Thôi đây nè, bây giờ nè, Kai thử bấm có di chuyển được không? Đây để mình ra. Rồi ok, mọi người chuẩn bị tinh thần nè. Rồi ok. Vô này. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến thử con Husky của Kai liệu rằng nó có di chuyển được hay không. Nếu như nó không di chuyển được thì coi như Kai thua nha các bạn nha. Rồi ok, chuẩn bị. Bắt đầu đi nào Kai. Ủa? Cố gắng lên nào. Đi được. Cử động kìa, nó cử động kìa. Wow. Đi được, không ơi.
Trời ơi, nó đi được nè. Ê mọi người, sao mà mình nhìn giống như nó đang bước từng bước chân đó mọi người. Nó đang bước từng bước nè. Ủa gì kỳ. Nó còn nhìn mình tí mệt đó chứ. Nó đang lắc về mọi người, nó đang kiểu ơi. Nhưng mà ít ra là Chiron tuy xây không được đẹp nhưng mà nó vẫn di chuyển được. Vậy có nghĩa là cái con của Chiron, cái ngôi nhà an toàn của Chiron vẫn được chấm điểm là thành công nha các bạn nha. Đó, vẫn di chuyển được nè. Phong ơi, Phong biết sao? Là cái con Hookie lẽ là cái tay tay chân nó vẫn còn nha. Của Phong là bị mất tay chân nha. Còn của cả Kai là vẫn còn tay chân luôn nha chị nha. Okay. Cái này cũng hàng xịn đó bạn ơi. Rồi, được rồi. Nói chung là con Hookie Kai là di chuyển được thôi. Nhìn nó lớn, nhìn nó cả lớn. Lên. Cười thật sự luôn á. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con mommy lăn lét của Sammy. Làm nhầm Simmy. Lỗi Sam quá. Anh nhớ Sam lắm hả? Mình nhớ tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi nhớ Sam quá. Trời ơi, ok, được rồi. Bây giờ tôi sẽ để cái cổ máy chấm điểm lên trên cái nóc đi. Ok rồi, bây giờ để xem coi nó có được hay không nha. Rồi. Ok, rồi Simmy. Bây giờ Simmy hãy thử leo lên di chuyển thử đi. Ui, được không? Ui, được nè. Được. Oh my god, tính ra là ai cũng di chuyển được hết các bạn ơi. Nhưng mà quan trọng là ai nhanh hơn hay là ai chậm hơn thôi. Ok, được rồi, thôi rồi. Bây giờ chúng ta chấm điểm nhanh luôn nè. Bây giờ chúng ta đến với con Boxibo của Kamui để coi coi nó như thế nào nha bạn. Ok. Con này là mình mong chờ con này nhất luôn đúng không? Mình mong chờ con này nhất luôn á. Mong chờ nè, rồi mình sẽ để ở đây. Mong chờ gì? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với Boxibo của Kamui để coi nó có đi được không nha. Ok, đi thử Mui ơi. Chị đang cố đây đi sao? Mọi người có thấy chị lắc lư không? Xem thấy nó đứng yên mà chị ơi. Ủa sao đứng yên mà chị ơi? Ủa chị thấy nó lắc lư nè, mọi người không thấy hả? Tới rồi. Trời ơi. Vậy là cái con của Kamui không di chuyển được rồi các bạn ơi. Em thử đi coi. Kamui quá kém luôn, trời ơi trời. Nhớ con của Mui nó to quá, nó đi không được hay sao ấy. Tôi không biết nữa. Ơ đâu, tính ra con của Chiron nó còn to hơn cái con của Kamui nữa. Rồi, vậy là coi như là Kamui là không được cả. Mui ơi, xin lỗi Mui nha. Trời ơi, nhìn cái gì? Trời ơi, tưởng nó Mui nào. Tưởng là Mui thế nào, hóa ra không được gì. Ok bạn ơi, vậy là coi như màn 1 thì mình đã cùng với Chiron và Simmy, bọn mình đã giành được điểm nha. Bởi vì là bọn mình đều di chuyển được hết, riêng Kamui là không được nha các bạn nha. Ok, đó, nói chung bọn mình đã xây được trong vòng 3 phút và bọn mình xây được như thế này là cũng được tính điểm rồi đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tác phẩm 30 phút. Để coi 30 phút mọi người sẽ xây được cái gì đây. Let's go. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn thi xây nhà 30 phút nha các bạn nha. Thì lần này sẽ đổi lại, mình sẽ xây con Boxibu, còn Kamui á, Kamui sẽ xây con gì ta? Mommy Long Leg, còn Simmy sẽ xây Simmy sẽ xây Huggy, còn Chiron sẽ xây Chu Chu Che nha mọi người nha. Ok, mọi người sẵn sàng chưa? Rồi, thôi bạn ơi, let's go. Rồi, trời ơi, let's go. Trời ơi, tưởng gì chứ xây cái con Boxibu á là nghề của mình đó bạn ơi. Tại mình hơi bị thích cái con đó luôn, như là con nó cũng dễ xây nữa. Bây giờ là mình được 30 phút thì mình sẽ xây một cái con thật là to, thật là đẹp cho các bạn coi nha. Ok, và để không làm mất thời gian của các bạn á, thì mình sẽ đếm 3, 2, 1 là mình sẽ xây xong luôn nè các bạn. Bạn tin không, chuẩn bị coi này nha. 3, 2, 1, coi. Ok bạn ơi, thấy không, tôi mới giẫm bên la xì bùa 1, 2, 3 cái là xong luôn nè bạn. Đây, xin giới thiệu với bạn, đây chính là con Boxibo của mình mới vừa xây ra nè. Đẹp chưa, bự chưa, trời ơi quá là ngầu luôn bạn ơi. Rồi bây giờ tôi xin giới thiệu với mọi người nha, đây chính là tác phẩm của tôi sau 30 phút tôi xây nè. Đẹp chưa, ngầu chưa? sao cái này xứng đáng đẹp nha. Cái này á, bây giờ nè, chưa tính cái việc là nó có di chuyển được hay không, nhưng mà đối với mọi người, cái nhà an toàn này của tôi, mọi người nghĩ là được nhiêu điểm nè? 10 điểm hơn cả Mui là cái chắc rồi. 10 điểm đúng không? Cái chấm mấy điểm cay? À, cái này là mình cho bạn 100 điểm luôn. Trời ơi, còn Simmy thì sao? Ngay dạ. Simmy thì sao? Tôi cho thôi, nói chung là 9 trên 10 đẹp. Cái gì 9 trên 10 hả? Trời, Sim ganh tị đúng không? Sim ganh tị với cái công trình này của tôi xây đúng không? Đây, cho mọi người coi này đây. 9 trên 10 phải 10 trên 10 chứ sao 9 trên 10 trời. Sim ganh tị đúng không?
Rồi, đây xin giới thiệu mọi người á, bên trong đây là có nhà nè, có giường để cho cả công ty mình ngủ luôn, chứ không phải là chỉ Hero Team không đâu, thấy không? Quá trời giường nè, đó, cũng là một cái ngôi nhà an toàn, người thấy không? Đó, rất là an toàn luôn. Sao tự nhiên nó lủng một lỗ vậy Phong? Cái gì kỳ vậy? Không, em đập lủng một lỗ đây thì để cái gì Phong tí nó có di chuyển thì nhìn nha. Thôi, không cần. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đến với Kairon nha các bạn nha. Bình thường Kairon xây xấu á mấy bạn ơi, tôi không biết rằng là 30 phút Kairon sẽ xây được cái gì đây. Mình xây con gì chu che che gì đó. À, cái là cái xây con tàu đúng không? Ok rồi, để qua con cái xây sao đây. Không biết sao không? Wow! Ghê chưa? Trời ơi, ngầu dữ trời, đẹp dữ trời. Được. Ê, nhưng mà chưa có đẹp lắm, nhưng mà đây là cái gì ta, sự cố gắng nhất của mình luôn rồi đó. Trời ơi, hay quá. Phong ơi, từ bình tĩnh Phong ơi. Gì vậy? Cái này chị chắc chắn này, ở đây là chúng ta đang thiếu Sammy đúng không? Chắc chắn là Sam vào xây cho Kai là. Trời ơi, chị thiệt. Em nói thiệt chị luôn á, Kai Don xây như vậy mà chị còn không tin là Kai Don xây, thiệt thật giọng quá. Xối xả em vậy, cũng gọi là tại vì em là team ác quỷ với chị, em là cái ác quỷ, em không thể làm như thế này được. Trời ơi, người ta xây đẹp mà cũng không cho ta xây đẹp nữa là sao? Người ta cố gắng vậy mà cũng không cho nữa, ca mui thiệt ích kỷ. Ok, rồi. Nói chung á là Kairon xây rất là đẹp bạn ơi, nhưng mà mấy cái chân của con này nó hơi bé xíu, không biết nó di chuyển nổi không, nhưng mà chắc là được. Ok rồi, bây giờ chúng ta đến với con Husky của Simmy, cái Simmy xây sao nha. Xong rồi, mọi người xây đẹp như này thôi, làm cái gì đi trời. Cái gì vậy? Sao quá? Thấy con chó hả? Đây là con chó hả? Đây là con chó. Giống như con chó mặt xệ á, nó vừa giống con chó mặt xệ mà nó vừa giống con Pokemon. Ủa trời ơi. Trời ơi. Chó. Ở trong đây hình như là có giường ngủ nè, có bàn chế tạo, có rương cái kiểu, ừ cũng hợp lý, cũng là một ngôi nhà. Ok, được rồi. Rồi bây giờ mình ra ngoài nè, Ra ngoài. Ok rồi, bây giờ tới lượt Mommy Lonlet của Kamui để xem coi như thế nào nha. Mình có thể không vào luôn. Ủa Mui xây con heo hả Mui? Ủa mà bây giờ lẽ em nhớ là nhiều chân lắm mà, với lại chân của nó dài lắm mà, sao con này của chị nó có bốn cái chân vậy? Ủa sao chị chân mồ, chị thấy có bốn cái chân mà. Nhưng mà chân người ta dài lắm mà sao chị nhìn xây giống con heo quá chị? Mui ơi, chị xây vậy đó mà chị lúc nào cũng xối xả em, chị cũng chửi em. Đúng rồi, trời ơi, cái con phát triển nè. Chị không hề xối xả em là đẹp quá nên chị không tin vào mắt em hiểu không? Trời ơi, đúng thiệt là con người không tin vào sự thành công của người khác được. Vậy bây giờ mình thử cho con này chạy thử. Mình không tin được là Mui đã dùng 30 phút để xây con này luôn á. Ừ, tôi không tin luôn á, ok. Rồi cho nó chạy thử, rồi ok. Mui, ngồi lên coi nó chạy được không nè. Nãy là Mui chạy không được rồi nè. Mình chạy được đi. Lúc mà em đã không chạy được rồi, bây giờ em phải chạy được. Ủa, chạy sao? Chạy được. Ui, chạy nè. Được rồi. Nhưng mà hơi chậm nha. Ủa? Chứ còn muốn sao nữa, nó chạy như này là được lắm rồi á bà. Thôi, nói chung là vẫn chạy được. Ok, vẫn chạy được nha rồi. Bây giờ tới lượt con của Kairon đi. Ok. Cá mui chạy được nha, còn cái con tôi đây, con đứa nhỏ xíu vậy không cho đi. Không, tôi muốn thử con cái đòn nè. Con của tôi là con to nhất nè, một tí nữa thế nào nó cũng chạy rất là nhanh nè. Ok rồi, tôi sẽ lắp vô. Ủa, càng to càng nhanh hả? Không biết. Ok, rồi cây, lấy thử đi cây. Để mình bạn ơi, rồi 3, 2, 1. Không chạy được. Ủa trời ơi. Ủa sao có hàm răng vậy? Ủa sao có mỗi hàm răng nó chạy vậy cái? Cái gì kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Nó súng răng luôn rồi nè. Mỏ chạy thôi chứ phải hàm răng nó còn nó phần chai bên dưới đó kìa. Mọi người ơi, tính ra con này của Kai á là nó chỉ có đúng 4 cái răng thôi. Mà nó rụng hết 2 cái, nó rớt cái nú ra ngoài luôn. Ủa này nó chạy cái răng thôi hả? Ủa này không ngờ luôn á. Tôi không ngờ luôn á trời. Ủa Kai ơi, sao bạn say sao mà cái con tàu nó không chạy mà có mỗi cái hàm răng của nó chạy? Mình cũng không biết nữa, cái trường hợp này mình chưa nghĩ tới luôn á. Ok, nói chung mấy bạn là Kai say đẹp thiệt á, nhưng mà nó không chạy được thì không biết có được bao nhiêu điểm hay không. Đây mấy bạn nhớ chấm điểm nha. Ok, được rồi. Không, miệng nó chạy được. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta đến lượt Simmy đi nha. Rồi, Simmy thấy con này dễ thương quá nè, để tôi thử xem thôi nha. Đây, tôi có cái này hay lắm nè. Sim biết cái này là gì không? Cái nào hả? Chứ gì nữa. Đúng rồi, cái này á nó sẽ giúp cho cái con này của Sim chạy nhanh hơn rất là nhiều luôn á. Ủa, vậy là cái mèo luôn hả? Ừ, đây đây, tôi bỏ than vô nè. Đây, tôi bỏ than vô. Mấy bạn chuẩn bị coi cái con của Sim nó phóng nhanh lắm nè nha. Coi nè nha, đây, tôi tăng cái nhiều xíu.
đó. Tôi cứ sợ quá ta. Rồi ok, để cái xe lên trên. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi Simi cưỡi con chó phiên bản Husky nào. Ok. Ui. Nè nhìn nè, thấy không? Mới chạy nhanh hơn nè, thấy không? Đó. Ôi nhìn cái này. Ôi. Ôi ôi ôi. Là cái tác phẩm mà nãy giờ chạy nhanh nhất luôn á. Ôi nhìn ngầu giờ, nhìn dễ thương quá giờ, nhìn giống như là Simi đang cưỡi con Husky chạy vậy đó. Ôi. Ôi cái này hơi bị cô te luôn á. Rồi. Ok bạn, thì nói chung á là Simi là đã thành công khi mà tạo được một cái con xe có thể chạy được rất là nhanh và cực kỳ dễ thương luôn nha các bạn nha. Mình nói thiệt, từ nãy giờ mình thấy con này hơi bị dễ thương luôn á. Ok, đây tôi mới vừa chỉnh sửa cái ngôi nhà an toàn phiên bản Husky, phiên bản con cún của Simi lại nè các bạn. Đây mọi người xem nha. Đây, bây giờ nè, tôi sẽ ngồi vô đây. Tôi bấm cái này nè, đó. Rồi, mọi người leo lên ngồi đi mọi người. Có chỗ cho mọi người ngồi đó. Ngồi làm khách được luôn hả? Đó, ghê không? Ngồi làm khách được luôn á, chạy được luôn nè. Ghê không? Hơi bị xịn luôn. Mà mọi người à, mọi người tưởng rằng á là cái con này nó chỉ có thể gọi là chạy được thôi đúng không? Thật ra Simi say đẹp đến nỗi mà nó có thể bay được luôn đó, tin không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bật chế độ bay lên của chiếc xe này nha mọi người nha. Đây mọi người coi bay lên nè. Bay lên nè. Đó, thấy bay lên không? Ghê không? Hơi bị xịn luôn. Trời ơi. Oh my god. Tính ra là cái xe này của Sim hơi bị hay luôn á. Được rồi, giờ tôi nhảy xuống nè. Ui, tôi nhảy xuống xong tôi có cái dù nè mọi người. Ủa, nhảy xuống có cái dù đó không ơi. Hên quá. Thôi chị xuống xuống bay Sim. Ê, mọi người nhìn kìa, cái chiếc xe đang bay trên trời rồi. Xong mọi người leo xuống hết. Xong nó đang rơi xuống nè mọi người. Đó, nè. Tiếp này là lâu rồi. Nói chung á là cái xe này của Simi thì rất là hay, rất là đỉnh luôn. Nó vừa có thể bay được mà vừa chạy rất là nhanh nữa. Mặc dù á là xây không được đẹp cho lắm, không được đẹp xuất sắc nha các bạn nha. Nhưng mà nó làm được hết tất cả mọi thứ từ nãy giờ luôn nè. Bay được nè, chạy được luôn. Wow. Simi cưỡi đi Sim. Ok, let's go. Sim hãy gọi là tận hưởng tác phẩm của mình đi Sim. Trời chạy hơi bị nhanh luôn bạn ơi, nhìn đúng đã luôn á. Trời, nhìn cái cute không, nhìn cái okay. Cute luôn bạn. Tính ơi, tính ra là Simi là chạy được nguyên cái xe nè. Sao Kai nãy chạy được có mỗi hàm răng Kai? Trời ơi, bị đơn giấc về kỷ niệm đau lòng của mình nữa. Trời ơi, Kai đúng là xui xẻo luôn á bạn. Ê, Simi nhảy xuống dưới. Nói chung quá là từ nãy đến giờ bạn thì tôi thấy có một mình Simi là chạy được nè, mà chạy nguyên cái xe luôn. Còn Kai Ron á thì chạy có mỗi cái hàm răng thôi. Còn con với tôi to gấp đôi cây Ron thì tôi không biết là nó có chạy được nguyên một cái con to hay thế như thế này không bạn. Mình đang rất là lo nè, đây mình thử nha. Rồi bây giờ cây Ron bắt đầu chạy đi nào cây ơi, để coi nguyên cái con này. Ôi da, ê có gì đó sai sai. Ồ, có gì đó sai sai vậy? Ủa sao có mỗi cái đầu văng đây vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Sao trời ơi, tôi xây to xong có mỗi cái đầu nó văng ra, còn cái thân nó ở lại bạn ơi. Ủa rồi cái đầu đâu rồi trời ơi. Trời ơi cái đầu rồi bạn ơi. Trời ơi, cái đầu cái con này của tôi trời. Ê bạn, hình như nó bay được sao bạn bay thử các bạn. Đâu để mình thử ấn coi. Ủa bay được không? Bạn thấy nó này bay không? Không, tôi đâu thấy nó bay đâu. Ôi, con này bay không được các bạn ơi. Mà nó cũng bị rơi nguyên cái đầu ra, chứ nó không có chạy được nguyên con nữa bạn ơi. Trời ơi, thiệt. Tiếc quá. Ôi, tiếc quá bạn ơi. Được có mỗi cái đầu nó chạy được à. Trời ơi, vậy không giống như Sim mà. Sim là nguyên một cái xe chạy luôn. Tại vì Sim xe nó cũng nhỏ các bạn. Ôi, nè. Bạn trước rồi. Mà nó còn bay được nữa chứ. Xe nhỏ mà thông minh ha. Mà nó còn bay được nữa chứ. Hơi bị xịn luôn, nó còn bay được nữa nè. Ôi. Thiệt xui quá à, trời ơi là trời. Tính ra tôi cố gắng lắm luôn á bạn. Vậy mà, thôi ít ra nha, tôi còn bay nguyên cái đầu. Chứ không giống Kai bay có mỗi cái hàm răng. Ừ, hữu hợp lý. Ê, hồi nãy bọn mình gọi là người ta cứ chê Sim là Sim xây tào lao, Sim xây nhỏ. Nhưng mà ai ngờ là cái của Sim là hay nhất luôn á. Rồi, thôi, nói chung Sim mà chẳng qua bạn xây nhỏ bay được hết thôi. Chứ mình mà xây nhỏ giống bạn mình cũng bay được hết nè, không? Có nhưng mà của mình được cái đầu nó bay. Trời, cái đầu còn lăn lông lóc như sò dừa nữa bạn ơi. Thôi được rồi, ok. Thì nói chung thì bọn mình
mình cũng đã xây xong được những cái ngôi nhà an toàn phiên bản những con quái vật rồi thì mấy bạn thấy như thế nào? Nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Thì cái ngôi nhà ấy bọn mình có thể ở được và nó an toàn ở chỗ là bọn mình có thể sử dụng những ngôi nhà này để chạy trốn quái vật được, giống như Sim nè các bạn. Đây, cái ngôi nhà này của Sim á là bên trong nó có thể có giường ngủ nè, mà còn có thêm cả gọi là gì ta, bàn chế tạo nè, lò nướng và rất là nhiều thứ luôn. Và chưa kể vậy á, khi mà bị quái vật đuổi á, bọn mình có thể leo lên nó để bọn mình gọi là chạy trốn quái vật nữa, cũng hơi bị xịn. Nói chung là cũng ok thôi, được rồi. Hay, coi như mình xui bạn ơi, coi như lần này à. Cái gì mà xui trời, đẹp thật là xui trời. À không nha, không nha, chưa này nha. Phải để mấy bạn fan chấm điểm. Phải để cho mấy bạn fan chấm điểm chứ, tại sao có chuyện mà mọi người thắng được. Ok. Và mấy bạn nghĩ xem coi ai sẽ là người giành chiến thắng trong cái trận đấu này thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Nếu như bạn nghĩ là Phong thắng thì bạn hãy comment là Phong thắng, còn nếu bạn nghĩ là Ca Mui thắng bạn comment là Ca Mui thắng, Kairon thắng hoặc là Simi thắng nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye. Are the king, hello team, hello team.